Ok và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thành SD đây. Tiếp tục với Dynamon War phiên bản 1.8.14 nhá. Đã update để phía dưới phần comment nha anh em. Link tải sẽ để phía dưới phần comment dành cho anh em nhé. Thì ở trong shop đã bán được con mới rồi anh em ạ. Anh em hãy vào và mua ngay thôi, xịn xò luôn. Đấy, anh em ấn vào click ship đấy. Nó ở cuối cùng rồi nhé. Đây, level 55 này mình mua cả đống là được. Xịn xò cho anh em ơi. Thadera. Đấy, con này là con sư tử của đất đai của trái đất hay là của cái gì đấy. Nhìn trông rất là xịn. Ấy da, xịn vãi cả nồi luôn anh em. Đấy, ok, tôi mua nhiều quá. Có hệ lá. Con hệ lá anh em ạ. Con hệ lá này chính ra là không khỏe bằng con lá này đâu. Con spare skill lick rồi anh em. Có thể lá này bình thường. Mình muốn review cho anh em xem tí thôi nhỉ. Item có đủ không? Tôi đang thiếu chính xác và tăng thêm đam ha. Chính xác và tăng thêm đam. Chính xác. Mua một ít chính xác anh em nhé. Mua ít chính xác này à. Cực kì đẹp luôn. Dành cho anh em luôn. Đấy, ok. Chính xác khá là nhiều chứ. Rất là xịn sò dành cho anh em trong này. Ý, Focus Fungus. Mắc xịn. Ok, chắc sẽ mua thêm một ít Ray Roots nữa nhé. Là mình nghĩ là mình sẽ hợp lý là ổn. Ok anh em, Ray Roots. Chúng ta có khá nhiều Ray Roots đây để mình có thể là mang đi làm gì đấy. Đấy, khá là ổn, khá là xịn. Ok, rồi anh em ơi, next, chúng ta sẽ next game. Đấy, sẽ next cái phần này. Ok, rồi chúng ta đã xong và mang thử đi test sức của sức mạnh của con mới nhất nha anh em. Con đấy là con mới nhất đấy, con sư tử ấy là con mới nhất của chúng ta hiện tại. Nó khá là ngon đấy anh em. Tôi phải nói nó khá là ngon đấy. Nếu mà đánh nhau. Ok anh em ơi, let's go. Thedra. Con này thì chế con này chỉ cần có mỗi hệ thôi anh em ạ. Hệ vàng. Có mỗi hệ này là khắc chế thôi. Còn chẳng hệ nào khắc chế được với Zenith và Player 255. Ok. Xích à, ốm luôn. Khá là đen nhỉ. Yeah. Cho cái búp thêm thủ nhưng mà mình nghĩ là không mua. Con Zenith này yếu mà. Cái thật sự là rất yếu luôn. Chạy luôn. Spore. Ok anh em, vấn đề gì đâu. Xem thằng nào đáng thắng thằng nào thôi. Xin giờ xem thì xem thằng nào thắng thằng nào thôi. Dunister, có phải sẽ tăng máu chăng? Halter, mình sẽ bị giảm một chút. Cùi lắm em ơi, cùi gì? Ok. Chúng ta đánh nhau thêm một con này nữa. Kim cương à? Con này là gì, hệ gì đấy? À, chắc hệ kim cương là có thể đánh được. Cho cứ trừ thủ thôi. Đánh như trừ thủ thôi. Đổi là quá muộn rồi. Công mình cũng bị giảm anh em ạ. Khá là khó chịu nhỉ.
hệ lá đây, đầy hệ đây. Bom bom xịt, bom keo, poison gas. Ăn ăn thế nào được? Có nghĩa sẽ cần tăng công lên anh em ạ. Cái này có thể gây ra độc, cũng có thể gây ra độc, cũng có thể là một cái vài cái hiệu ứng gì đấy, có thể tăng máu hoặc là có thể không, nó có thể là ấy luôn, đắp bim. Chết mình chết sẽ là được nhỉ? Không chết được. Solar mình sẽ tăng công lên ha. Ray với tôi chiến đấy, đấm nhau đấy, không dám đánh nữa rồi, chạy rồi. Lá hệ lá đây đây này, con này là quá đẹp luôn. Speak ấy, Speak English đối với mình thì bây giờ nó khá là dễ, nó không không quá khó lắm, tôi đánh được. Dux Knight, gọi là Dux Knight, chạy luôn, chạy thì thôi, player sẽ chạy đi thôi và tôi sẽ đánh bại nó vậy, tiêu diệt nó vậy. Rino đi, chúng sẽ lên game nhé. Mình phải xem quảng cáo à, rồng thần siêu cấp, mình sẽ đánh thêm một trận nữa. Rồi anh em ơi, đánh thêm một trận nữa nhá, tôi sẽ hồi máu dành cho team đã, toàn con khỏe. Thật ra con này nó cũng chẳng khỏe lắm đâu, bình thường. Theo như mình thấy là cái con mới của chúng ta ấy, được cái đẹp thôi. Chứ nếu mà để đánh thì chọn con nhím này nó khỏe hơn này, nhím khỏe với đạn, hoặc con Leonidas cũng khỏe này. Thôi chọn con nhím đi anh em, con nhím khỏe phết đấy, nó bá đạo phết đấy anh em, chất lượng à. Ok. Rồi anh em ơi, quay số để trúng một cái gì đấy. Team này thì có vẻ như khá là yếu rồi. Tôi chỉ cần tăng lên một vài tí xíu là mình có thể đấm nó tay mỏ lắm anh em. Có vẻ như là thủ còn yếu sao ạ? Có thể giảm attack. Bây giờ mình mới để ý cái này sẽ giảm attack anh em nhé. Rồi anh em. Dành dùng những con khá là lạ luôn anh em. Vẫn phải tăng thêm thủ. Spark. Lửa hoặc là lá đúng không? Chúng ta có rất là nhiều hệ đây. Chạy mất dép luôn. Chiêu này là đánh mê thốn này anh em. Chiêu này thốn vãi cả nồi luôn. Spawn gây ra cả Blight. Con này tiếp tục sử dụng con đấy thôi, giảm thủ á. Đấy sao, tuổi gì đánh được tôi ha, không có đủ tuổi đánh được tôi luôn, đó là điều chắc chắn. Có giải không? Hình như chưa có giải đâu anh em. Iron Beam ốm ngay, đỡ thế nào được. Con lửa hoặc con lá, con này chúng ta có thể tăng thêm thủ hoặc là cũng có thể không, tùy. Con này bị trừ một ít thủ từ con kia sao đúng không? Chiều. Sao con này rõ ràng là thủ rất là yếu rồi mà.